em vô ngủ, còn bà này á là thiền, còn em là ngủ. Bây giờ chị nhận không? Vậy chắc tôi bán luôn. Tôi bán tôi luôn. Tôi bán tôi luôn. Rồi cuối cùng là sao? Dạ thôi chị đừng có bán. Dạ. Giờ ngồi thiền tiếp đi. Dạ thôi em ngồi thiền tiếp. À chị ơi, em mới báo bà kia bị mất 15 cái. Đây, nuôi cô này thật là sạc nghiệp luôn á. Đây, đây là khung cảnh của bãi giữ xe, còn đây là bà chủ. Bà chủ hôm nay đi vô xin việc, để xin bà chủ đi vô đây là bà chủ đây là bà chủ, cho nên là xin vô đây giữ xe. Và vô đây gặp một cái trường hợp như vậy nè, đó. Bà ngồi bà thiền. Bà là người giữ xe mà bà vô bà ngồi bà thiền nha. Dạ. Đây là bà chủ của em, cô này là thuyền viên của VTV. Em là nhân viên giữ xe, sở thích của em là giữ xe và thiền. Khi em làm ở bãi xe này, ngày nào em cũng thiền rất chăm chỉ. Khi mở mắt ra, trước mặt em nguyên dàn xe đã mất, ngày nào cũng mất mười mấy cái. Bà chủ nói là em không được nghỉ việc, em nói cảm ơn bà chủ đã tốt với em. Nhưng bà chủ nhà bán chưa? Em phải làm để cứng nợ. Đúng rồi. Em bao nhiêu nhà cửa đó? Bán nhà chưa? Bán nhà chưa? Dạ em bán luôn rồi. Bán luôn nhưng rồi. Nhưng mà nợ vẫn chồng chất, tại ngày nào cũng mất mười mấy chiếc. Còn bây giờ bà này chủ, bây giờ hôm nay vô đây dạ, xin bây việc, giờ em vô không? Xin việc thế em nhỏ này. Em cho chị biết là em có bao nhiêu năm kinh nghiệm giữ xe khác, dạ. Bao nhiêu năm kinh nghiệm giữ xe đó? Dạ, em thì mới có khoảng 3 năm thôi. Em dạ. Giữ xe hơi không à. Mà ngày nào em chui vô xe hơi để em ngủ hết trơn á. Bây giờ em ra ngoài này em giữ xe máy em ngủ được không? Dạ, nhiệt độ 40 độ em chịu được không? Dạ được hết á, tại bên kia hình như là có cái máy lạnh kìa. Đó, em không, vô máy lạnh. Ngủ tiếp. Đó, em ngồi tiếp không? Em ngồi tiếp không? Dạ em vô ngủ, còn bà này á là thiền, còn em là ngủ. Bây giờ chị nhận không? Vậy chắc tôi bán luôn. Tôi bán tôi luôn. Tôi bán tôi luôn. Rồi cuối cùng là sao? Dạ thôi chị đừng có bán. Dạ. Giờ ngồi thiền tiếp đi. Dạ thôi em ngồi thiền tiếp. À chị ơi, em mới báo bà kia bị mất 15 cái. Đây, nuôi cô này thật là sạc nghiệp luôn á. Bà thiền đó. Bà thiền đó. Bà ngồi bà thiền thiền luôn đó. Để quay cận vô cho mọi người coi. Thanh thiền. Lúc nào mà chị thấy mà em lại gần á, mà nó không có ngáy là em thiền, mà nó ngáy là em ngủ nha. Đây là hai tên trộm đang rình mò đằng sau bà thiền. Kiểm tra xe chưa em ơi? Em kiểm tra xe chưa? Coi coi còn xe không? Coi còn xe không? Còn xe không? Xe em còn không? Kiểm tra lại xe coi còn không? Chứ để cho bà này bả trong xe mà để kiểm tra xe em đâu rồi? Xe em đâu rồi? Chị thấy cái xe em không? Cái xe em ngồi đằng kia kìa. Em có xe hả? Dạ cái xe hơi em ngồi đằng kia kìa. Sao bây giờ vô không thấy gì cả? Bên xe máy không vậy? Xe em đâu rồi? Trời ơi anh. Anh lấy xe của em đó. À, ơi, lấy cái xe hơi em đậu đằng kia kìa. Bây giờ sao kỳ vậy? Hay là em bị lộn bãi ta? Nè anh để em mất xe rồi. Giờ anh kiếm gì em? Em đền đi, em đền em cho ảnh đi. Ủa chị đó nó bãi gì vậy? Chị đó nó bãi gì vậy? Dạ bãi xe hơi. Em đậu chiếc xe hơi đằng kia giờ tưởng thấy toàn xe máy không à. Bãi gì hả? Bãi vậy chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì đấy? Em không cần có tiếng, chỉ cần có hình. Đi vô hả? Xong rồi hả? Ủa mình không được quay hả? Ủa cái gì vậy? Ủa rồi ra không được quay hả? Quay rồi lấy giờ. Dạ kính thưa quý vị và các bạn. Anh Đại ơi, tôi đã đi ra quay rồi. Dạ chút xíu để anh kể cho nghe. Ngày hôm nay em soạn vali hành lý gồm có 16 đồng và mang theo đồng của tác giả, mang theo một đồng áo nhà để chị quay cái chi của em quay cái gì vậy? Quay đang quay cái chương trình là nhịp sống. Nhịp sống gì? Thành phố. Nhịp sống thành phố, nhịp sống thành phố đúng. Đang đúng. Em đã mang hết tất cả những cái đạo cụ cho bạn của mình. Ủa nhưng mà em mặc váy không? Em mang dây nịch chị. Thế em nói dối em làm con thì em mang hết đạo cụ cho mọi người mượn có cùng cái áo ngực em cũng không mang. Rồi bây giờ sao? Là em đang trong cái tình trạng khoảng không à ông hoàng ngực có được cái cô này cô nói thiệt vậy có sao nói vậy vậy đó dễ thương lắm. Dạ có nhờ có như vậy không á mà người ta cũng nói là em ít có được vậy á. Ba mươi lăm độ mây.